Quý vị thân mến, với khao khát được bất tử, Tần Thủy Hoàng đã từng lệnh cho 3.000 người đi tìm bằng được cây cỏ bất tử, được cho là có thể điều chế ra thuốc trường sinh. Vậy rốt cục cỏ bất tử là cây gì? Nó có thực sự giúp Tần Thủy Hoàng trường sinh không? Mời quý vị cùng theo dõi trong video sau đây của chúng tôi. Cỏ bất tử là cây gì mà Tần Thủy Hoàng phái 3.000 người đi tìm? Nhắc đến Tần Thủy Hoàng, chúng ta thường nghĩ đến ông là một vị hoàng đế độc ác, tàn bạo. Tần Thủy Hoàng chính là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, là người cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Ông còn nổi tiếng với những chính sách cai trị hà khắc, tàn bạo. Tuy nhiên, còn rất nhiều điều bí ẩn về Tần Thủy Hoàng mà đến ngày nay hậu thế vẫn đang tìm lời giải đáp, đặc biệt là về hành trình đi tìm thuốc trường sinh của ông. Theo các tài liệu chính sử và giả sử ghi chép lại, Tần Thủy Hoàng thời còn tại vị luôn tìm phương pháp trường sinh bất lão. Vị vua này cũng thử qua các loại tiên đan được bào chế từ các thuật sĩ, nhà giả kim với hy vọng trường thọ. Đáng nói, tương truyền Tần Thủy Hoàng đã được một quan phủ bẩm báo về một trường hợp hồi sinh kỳ lạ ở Tây Vực. Cụ thể, nước Đại Uyên có một người đột tử nhưng sau đó sống lại vì được một con chim thả một loại cỏ trên mặt. Nghe vậy, Tần Thủy Hoàng vô cùng vui mừng vì cho rằng có loại cỏ thần có khả năng cải tử hoàn sinh và từ đó suy ra có thể giúp con người trường sinh bất lão. Sau đó, vị vua này đã sai người đi hỏi một bậc hiền giả ẩn cư lâu năm là Quỷ Cốc Tiên Sinh về xuất xứ của loại cỏ được cho là trường sinh này. Bậc hiền giả này cho hay đây là loại cỏ bất tử có xuất xứ từ Tổ Châu thuộc Đông Hải, vùng đất theo thần thoại của Trung Quốc cổ đại, là nơi ở của các vị thần. Vị này còn tiết lộ thêm, cỏ bất tử có tên gọi là dưỡng thần chi, mọc ở ruộng quỳnh, lá của nó giống như lá củ niễng và chỉ một cọng là cứu sống được hàng nghìn người. Câu trả lời này đã khiến Tần Thủy Hoàng đưa ra lệnh cử Từ Phúc mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ đi thuyền ra biển để tìm bằng được loại cỏ này. Tuân lệnh, Từ Phúc đã dẫn 3.000 người theo và mang theo nhiều lương thực nước uống để tìm cỏ trường sinh. Tuy nhiên, chuyến đi này không hề có bất kỳ tin tức nào được truyền về. Từ Phúc đã không quay trở lại, nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn kiên định hy vọng sẽ tìm được thuốc trường sinh. 4 năm sau, tức năm 215 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng đã tìm được Lư Sinh, một đạo sĩ người nước Yên. Lần này, Tần Thủy Hoàng đã phái Lư Sinh xuống biển để tìm kiếm thuốc trường sinh. Khác với Từ Phúc, không xuống biển tìm thuốc trường sinh, Lư Sinh lại xuống biển tìm hai vị thần, một người là Cao Thệ, một người là Tiễn Môn. Ngoài ra, cũng có truyền thuyết nói Từ Phúc đã giúp Tần Thủy Hoàng tìm thuốc trường sinh. Nhiều người sau này cho rằng đó là Thái Tuế, tên khoa học của Nhục Linh Chi, và sau đó phái người mang về cho Tần Thủy Hoàng. Sau khi được các pháp sư tinh luyện, nó trở thành thuốc trường sinh bất lão. Thế nhưng thuốc trường sinh này chỉ có một viên. Tần Thủy Hoàng mặc dù rất muốn trường sinh nhưng lại sợ đó là thuốc độc, rồi cứ do dự cho đến lúc chết. Sau khi qua đời, viên thuốc đó vẫn ở trong tay ông và được chôn cất cùng thi thể trong lăng mộ. Theo sử sách ghi chép và người đời kể lại, Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh bởi cái chết và luôn khao khát có một phương thuốc trường sinh bất tử. 2002 năm trước, ông đã ra chiếu chỉ yêu cầu tất cả ngự y, pháp sư và hiền tài tìm kiếm một loại thuốc có thể mang lại cho ông cuộc sống vĩnh cửu. Tần Thủy Hoàng sinh ngày 18 tháng 2 năm 259 trước công nguyên, mất ngày 11 tháng 7 năm 210 trước công nguyên. Ông là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng thời là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ chiến quốc vào năm 221 trước công nguyên. Ông lên ngôi Tần Vương năm 13 tuổi và trở thành hoàng đế năm 38 tuổi. Thay vì tiếp tục xưng vương như các vị vua thời nhà Thương và nhà Chu để đánh dấu mốc cho việc thống nhất Trung Hoa và chứng tỏ nhà Tần còn vĩ đại hơn các triều đại trước, ông tự tạo ra một danh hiệu mới là hoàng đế và tự gọi mình là Thủy Hoàng Đế. Võ Tắc Thiên tìm thuốc trường sinh trong lăng Tần Thủy Hoàng. Trong lịch sử phong kiến, không ít ông hoàng bà chúa tìm kiếm thuốc trường sinh để có thể tránh được quy luật sinh lão bệnh tử của tạo hóa. Khi sở hữu cuộc sống bất tử, họ có thể mãi nắm trong tay quyền lực tối thượng. Võ Tắc Thiên là một trong số những người khát khao có được cuộc sống bất tử. Theo sử liệu, Võ Tắc Thiên từng cho người tìm kiếm lăng mộ Tần Thủy Hoàng để có được viên đan trường sinh. Thế nhưng bà hoàng này về sau không dám uống. Đó là khi ở độ tuổi 60 và đang là hoàng đế của nhà Võ Chu. Võ Tắc Thiên cũng có nhiều điểm tương đồng với Tần Thủy Hoàng. Bà cũng là người có tài trí mưu lược kiệt xuất, làm việc gì cũng không từ thủ đoạn và đặc biệt là bà cũng có ước muốn được trường sinh. Sau khi lên ngôi, bà đã nghe được từ Viên Thiên Cang rằng Tần Thủy Hoàng tìm được thuốc trường sinh. Lấy lý do không có đủ nhân lực vật lực mà tìm,
Sau đó bà đã phái những kẻ trộm mộ đến lăng mộ của Tần Thủy Hoàng để tìm. Quả nhiên vài tháng sau họ đã tìm thấy và nói với Võ Tắc Thiên rằng lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở núi Ly Sơn. Bọn họ mang những mảnh tượng nhỏ bằng gốm từ lăng mộ Tần Thủy Hoàng về và hỏi Võ Tắc Thiên về việc khai quật lăng mộ đó. Cầm trên tay những mảnh vỡ của tượng gốm, Võ Tắc Thiên ra lệnh, hôm sau sẽ tiến hành khai quật. Sau khi trở về Hoàng Cung, Võ Tắc Thiên vẫn cứ ôm những mảnh vỡ không chịu buông rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, bà đã dẫn theo quân vào lăng Tần Thủy Hoàng. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng lộng lẫy, quan tài của ông nằm giữa dòng sông Thủy Ngân. Võ Tắc Thiên bước đến và nhìn thấy thi thể của Tần Thủy Hoàng trong quan tài, hai tay đan chéo nhau nắm giữ vạt áo. Bên trong bộ quần áo đó có một hộp ngọc tinh xảo đựng viên thuốc trường sinh. Sau đó bà đã lấy viên thuốc đó để uống và được trường sinh. Nhưng không lâu sau nhà Lý tạo phản, bà bị cầm tù và bị dày vò khổ sở. Võ Tắc Thiên còn thấy được sự sụp đổ của nhà Đường và bản thân phải lưu đày. Bà còn bị những người muốn được trường sinh bất lão bắt lại, tra tấn ngày đêm, bị lấy máu thử nghiệm thuốc. Dù có muốn tự sát cũng không được. Tỉnh dậy sau giấc mơ, Võ Tắc Thiên nhìn những mảnh vỡ của những bức tượng nhỏ gốm trong tay. Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao Tần Thủy Hoàng không uống viên thuốc này. Sau đó bà không nhắc lại việc khai quật lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nữa. Hơn nữa, trước khi chết, bà đã trả lại ngôi vị cho nhà họ Lý. Có thể thấy rằng khát khao trường sinh bất lão luôn ám ảnh các vị hoàng đế Trung Quốc cổ đại, đặc biệt là những vị hoàng đế tài giỏi và sắt đá như Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông, Ung Chính, Võ Tắc Thiên. Nhưng cũng chính vì vậy mà điều không hay đã đến với họ. Nếu họ không có hứng thú với sự bất tử, biết đâu họ lại có thể trị vì lâu hơn. Quý vị thân mến, Tần Thủy Hoàng được cho là đã dùng chu sa thủy ngân với mong muốn kéo dài tuổi thọ. Quan niệm thời đó cho rằng thủy ngân có sức mạnh giúp con người bất tử. Tuy nhiên, ngày nay thì ai cũng biết đây là chất độc hại. Người xưa lại hoàn toàn ngược lại. Người Trung Quốc cổ đại tin rằng thủy ngân có thể chữa khỏi các bệnh lây nhiễm, khó tiêu, trầm cảm hay tim mạch. Vì vậy mà ở thời này, các hợp chất thủy ngân đã được điều chế bằng cách trộn ngân lỏng với các chất độc hại khác như lưu huỳnh. Đáng nói, chỉ có giới thượng lưu giàu có mới có cơ hội dùng loại hợp chất này. Tuy nhiên, những phương pháp này được cho là đã khiến Tần Thủy Hoàng qua đời ở tuổi 49.